Fuji Apple các bạn ơi. Ồ, táo này ngon lắm nghe. Ồ, cái trái táo bự chà ba luôn nè. Đây. Ồ, nhìn thấy đã không? Mạc nhãn hiệu đang là ha. Đây. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay xin mời các bạn cùng với mình đi tham quan chợ Đại Hàng nha. Đi coi có gì khác hơn chợ Việt Nam không á. Rồi đi vòng ha. Quá trời rau cải củ nè. Xà lách ha, đủ loại xà lách hết trơn. Rồi đằng kia là cà rốt nè. Rồi cao rạ, cải rau nhìn thấy mê không? Hành lá luôn nè, đó bự nhỏ đủ thứ trơn. Đồ hành bự quá ha, hành nhìn như đá ha. Ở kim chi, đó quất mấy hũ kim chi về ăn với cơm hết sảy à. Hũ làm hấp dẫn không? Chợ đã hang lắm, có kim chi, ớt cà ria, ớt đã hang này thấy cũng trái cũng bự ghê. Đủ thứ loại đồ hộp nè. Nước trái cây hộp. Coconut jam. Kim chi, pancake. Này seaweed là bạn. Đúng là seaweed. Mực à? Cô này có mực không à? Cô này có mực không à? Có mực à? Green squid à, nó lên sóng rồi nè. Cái này giống như cái này là lạ ha, chưa ăn qua. Rồi cái này giống cá ta tưởng của ta. Nhiều làm sẵn rồi. Đảm đồ tươi xanh sạch
đây. Tôm càng xanh lắm rồi. Rồi sạch sẽ không? Đây là cua lộn quá ta. Nga nga. Cua lộn. Việt Nam mình quá trên há hết rồi, dưới đây nè. Ôi chai nè, cái này là của chai nè. Bực một nắng của chai nè. Bực mắt lắm rồi. Con giống các cô. Con đi lấy đăng bộ. 4-6 con, nó còn 10 đồng dạy con, con đồng rưỡi. Con đồng rưỡi hơn, đồng bánh lông. Ốc mồi mồi đó, tươi sống kêu vua kinh hai gì cô hoàng đế phải không? Cô Trung Pháp, cô hoàng đế nè. Trung Pháp, Trung Pháp, 32 đồng, đồng thao. Trung Pháp là lai Trung, lai Kinh Trung Pháp. Không là đồng thao. Cái là cậu đã không được đâu. Rồi quá đã. Con kia bự hơn nữa nè. Cá lưỡi trâu nè, không có dịp nào đi câu cái này cả. Cái này là cá biếc, cá đồng lao các bạn ơi. Đồng lao tươi, đồng lao đẹp hơn. Đây là khu bán các rượu, các loại rượu ha. Quá trời. Cái văn hóa mà. Giờ sao? Các loại rượu rượu đỏ. Đây này bán rất là nhiều rồi. Rồi đại hàng. Cái nồi cơm điện này mắc dễ sợ chưa, 600-700 đô đó, kinh hoàng chưa. Đây mấy cái lò nướng ha, grill, mấy cái lò tạp hóa đây nè,
làm bánh chắc à. Đồ chất lượng ha.